Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu cổng biệt thự cho cái anh giám đốc của công ty cơ khí tại Nam Định. Đây là một cái mẫu cổng hoàn toàn là đặc biệt so với những cái mẫu cổng trước đây mà công ty Nhôm Đúc Nam Định đã thiết kế và thi công cho biệt thự trong những cái thời gian vừa qua. Tại sao tôi lại nói cái bộ cổng này nó có nét hoàn toàn khác biệt so với những cái bộ cổng biệt thự khác ở chỗ? Đầu tiên các bạn ấn tượng nhất đó chính là cái phần trung tâm của bộ cổng. Ở đây sử dụng hai cái phần họa tiết của cái phần cơ khí đã được cách điệu. Các bạn để ý ở đây là những cái phần bánh răng và cái phần thước cặp đã được chúng tôi cách điệu ở trong cái phần cổng này. Thông thường ở đây sẽ là những cái như là trống đồng hay là những cái như là sư tử hay là ngựa, thì đấy là đã quá quen thuộc với quý vị và các bạn. Nhưng ở đây gia chủ lựa chọn một cái phương án cực kỳ là độc đáo, đó chính là cái bánh răng và thước cặp đã được lấy làm chủ đạo cho cái bộ cổng biệt thự này. Khi gia chủ yêu cầu chúng tôi là có những cái thiết kế mang tính chất ngành nghề cho gia chủ thì chúng tôi cũng rất là lăn tăn không hiểu là mình phải làm như thế nào. Sau những cái đêm trằn trọc thì đội ngũ kỹ sư của công ty Nhôm Đúc Nam Định đã nghĩ ra phương án, đó là cái phần đặc trưng của nghề cơ khí của anh ấy là làm về những cái sản phẩm về bánh răng, đấy, máy tiện và thức cặp. Thế là chúng tôi với mạnh dạn đề xuất là lấy cái biểu tượng đó vào trong cái cổng của anh ấy. Thì khi mà chúng tôi lên thiết kế thì anh ấy cũng là ưng luôn cái phần thiết kế này. Thường thường mỗi một cái gia chủ thường muốn mình có những cái ấn tượng về ngành nghề của mình, dấu ấn của mình đặc trưng so với những cái căn biệt thự khác, thì ở đây cái phần họa tiết hoa văn này thì là các bạn có thể thấy nó chạy toàn bộ trong cái sản phẩm. Như ở đây chẳng hạn là cái phần bánh răng đã được chúng tôi cách điệu để đưa vào thay cho những cái đồng tiền cổ trong những cái trang trí của cái hàng rào này. Và cái hàng rào này cũng sử dụng luôn cái phần bánh răng và thước cặp để làm cái phần trang trí chủ đạo. Và tôi khẳng định khi bất kỳ một ai đến căn biệt thự này chơi đều ấn tượng với bộ cổng này và đều biết được là anh này làm về cái lĩnh vực gì. Đó là một cái điều khó cho với những người làm cổng. Khi làm mà thể hiện được trọn vẹn, được chi tiết và mọi người nhìn qua đã hiểu được là gia chủ làm về lĩnh vực gì thì cái đó là khó. Khi dùng ngôn từ thì cái điều này nó dễ hơn, nhưng mà khi bằng những cái hình ảnh, những cái mô tả trong cái cổng mà nó phải hài hòa, nó không quá lố bịch, nó kết hợp nhuần nhuyễn với cái thiết kế của bộ cổng, thì đây là một cái khó của chúng tôi. Do là anh này làm về cái phần cơ khí nên anh ấy rất cẩn thận về những cái họa tiết hoa văn của sản phẩm. Tất cả những cái sản phẩm ở đây đều rất là sắc nét. Các bạn để ý kỹ từ những cái phần đố dày hay là những cái phần họa tiết như là cái phần chiếc lá ở phía dưới của cái bánh răng rất là mềm mại, tuy bằng nhôm đúc nhưng mà rất là mềm và có những cái độ bay. Quý vị mà có những cái nhu cầu làm về những bộ cổng đặc biệt cho biệt thự thì hãy liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số hotline 0946 266 860. Thì chúng tôi sẽ lên những cái thiết kế và những cái biểu tượng mang tính chất riêng biệt và độc đáo cho quý vị và các bạn. Khi ở bộ cổng Nhôm Đúc thì cái điều này nó thể hiện được rất là rõ, mà tất cả những cái sản phẩm ngoại thất bằng kim loại khác thì không thể hiện được cái điều khác biệt này. Chính cái sự khác biệt này tạo nên những cái giá trị cho cái căn biệt thự về lâu về dài. Ở đây thì bộ cổng Nhôm Đúc này có sử dụng cái phần motor tự động để điều khiển ống mở qua điện thoại và qua remote. Cái phần này thì là anh ấy cũng yêu cầu là
khi mà ở bất kỳ đâu anh cũng có thể đóng mở cái bộ cổng này. Đó là cái phần kết nối 4.0 Internet với bộ cổng nhôm đúc như thế này. Quý vị nhớ ấn nút đăng ký kênh ở phía dưới để mỗi khi công ty chúng tôi ra sản phẩm mới thì quý vị có thể cập nhật được. Xin chào quý vị và các bạn.